Hello, tiếp tục lên cho các bác con máy chiếu này, nguyên siêu này, nguyên thùng, nguyên hộp, cuốn bóc, mã là MWK519. Hôm trước em cũng có lên một con MWK519, con đấy chạy hơn 200 giờ. Thì đây là con này là con cũng là MWK519 nhưng mà nó hàng mới hơn, nó full bóc, full thùng. Đó. Full bóc, full thùng luôn nhá. Đấy, rất đẹp. Đây bên trong này. Phụ kiện này, còn hộp đựng này. Đấy, điều khiển. Nguyên trong túi luôn này. Đây. VGA lại pin còn chưa bóc. Đấy. Máy bên Nhật họ lưu kho này nó còn rất là mới. Đây bên trong. Đây sẽ nhân lên cho các bác xem nhé. Sách hướng dẫn này. Đầy đủ luôn. Đây, bây giờ em sẽ mang máy lên cho các bác xem thực tế này. Đây các bác nhé, ngoại hình của con máy này nó rất chỉ là mới luôn. Đấy, bóng loáng luôn này. Các cổng trình chiếu đây. Đấy. Có đầy đủ cổng nhá. Mặt trước của nó cũng có một cái nắp đậy ống len này. Mặt sau này. Đấy, rất chỉ là mới. Máy chạy cực kỳ ít giờ luôn. Con này thì em cũng đã lên một con rồi nhưng mà nó không không mới như con này, không chạy ít như con này. Con này còn full thùng, full hộp đầy đủ phụ kiện hơn con kia. Nó độ sáng của nó là 2800 lumen. Độ phân giải 1280x800, tương phản con này là 13.000 chia 1 nhé, tương phản cũng rất là cao. Bóng đèn tuổi thọ của nó là 6.500 nhé. Đấy, tỷ lệ màu là 1.07 tỷ màu. Con này chạy công nghệ DLB. DLB này. Đây. DLB chạy bằng xem màu. Đó, tỷ lệ chiếu của nó là 16, 9, 16, 10, 3, 4. Đầy đủ các cái tỷ lệ khung hình chiếu. Rồi, bây giờ em sẽ lên hình thực tế cho các bác xem nhé. Đây em đã lên hình thực tế nhé các bác nhé. Hình ảnh máy chiếu đây. Đấy. Rất chi là đẹp luôn này. Đấy, con này có loa trên máy, loa 2W. À, công suất bóng của nó là 190W. 190W. Đầy đủ phụ kiện. Thùng này. Đấy, hướng dẫn này. Đây. À, hiện khiết các thứ đầy đủ luôn. Đấy, loa trên máy này. Đang cắm cổng HDMI. Máy rất chi là đẹp. À, quay DLB thì thi thoảng nó sẽ bị cầu vồng. Đấy. Đây cho các bác xem giờ trình chiếu của con máy này. Bác nhìn rõ không ạ? 32 giờ nhá, em zoom to lên thì nó bị sọc. 32 giờ. Đấy. 32 giờ chiếu nhá. Máy còn chạy. Chạy lướt, cực kỳ lướt, siêu lướt. Máy siêu lướt luôn. Con này cái độ phóng của nó hơi nhỏ một chút. Khi mà các bác để muốn chiếu màn 100 binh thì các bác để cái máy cách với cái màn này là 3 mét thì nó sẽ được 100 inch. Đây là khoảng cách của em chỉ hơn 1 mét. Đây, cái màn. Da người màu sắc cũng rất là đẹp. Máy đời cao đấy các bác ạ. Độ phân giải là HD cộng 1280x800. Ok, bác nào ưng con máy này thì liên hệ với em nhé. Em sẽ để số điện thoại ở bên dưới. Các bác xem video thì nhớ đăng ký kênh để đón xem nhiều video mới nhất của em nhé. Máy này giá của nó cũng rất là hời, báo giá luôn, báo giá luôn. Thanh lý cho các bác giá 5 triệu. 5 triệu nhé. Full box đầy đủ, mới hơn con hôm trước. Đấy. Cảm ơn tất cả các bác, chào các bác.